Chiếc xe mơ ước của tôi, chiếc Lexus IS350 đời này, trông rất là hay phải không các bạn? Rất là phần rất hay. Hình như ở dưới đây là có động cơ V6 cùng số trời. Con này chưa phải bản F, nhưng mà nó là 250 thôi, chưa phải 350. Mà thôi, tôi thấy cái đời này vẫn rất là hay. Đời này vẫn rất là hay nha các bạn nhé. Biển OG luôn. Yes, 250 chầm. Hình như con 250 này là có 4 cylinder thôi đấy. Mà tôi thấy con này vẫn rất là hay, vẫn là rất là fun. Rất là, nó có một cái tính chất thể thao và nhẹ. Mặc dù động cơ yếu và nhỏ, nhưng mà nó rất là nhẹ. Đây, xả đôi rất là hay. Và như cái video trước thì tôi quay anh Khang, xe mơ ước của anh Khang ấy. Thì đây, con này có cửa sổ trời. Tôi chẳng cần cửa sổ trời lắm. Nội thất thì trông cũng khá hay, khá đẹp, trông rất là thực tế, gọn gàng. Tôi khá là thích cái đời này. Với cả cái đời đầu của chiếc IS là rất là hay. Chiếc RX350 mới nhất đây, trông khá là xịn. Đây, đây, tôi cũng thấy một chiếc này ở khu khác rồi và màu đẹp hơn, thì tôi sẽ để link ở đằng trên này. Còn ở đằng trên này, còn đây chiếc xe này trông rất là đẹp. Ở trong khu tôi đã có hai chiếc RX mới rồi, là chiếc này với cả chiếc màu xám. Như con này là vẫn là con 350 thôi, nó chưa phải là con hybrid, chưa phải là con H. Trông con đèn đằng sau rất là hay nha, đèn đằng sau trông rất là hiện đại. Đấy, và chúng ta sẽ quay lại với các chiếc IS250 này. Thì theo tôi đây là một chiếc xe mà khá là đáng mua và giữ giá rất là tốt. Tôi rất thích chiếc xe này vì nó có mặc dù nó chậm và động cơ nó nhỏ, nhưng mà nó có cái tính chất thể thao. Đây, con này thì nhập Mỹ, đời này hay nhập Mỹ ở Việt Nam lắm. Đây, mâm này là mâm 18 inch, R18, đúng rồi. Phanh thì thực ra là cái con này nó không phải là bản thể thao, mà nó cũng dưới cả bản 350, nó là bản 250. Nhưng mà tôi vẫn thấy nó có một cái tính chất, như tôi đã nói đấy, nó có một cái gen thể thao của dòng Lexus. Thật ra cái thiết kế này nó không tệ bằng cái thiết kế mà cái đời sau con này, cái đời Philip của sau này trông rất là xấu. Đời đấy thì tôi không thích. Tôi thích đời này với cả đời đầu tiên luôn. Với cả đời mới nhất thì cũng trông được, cũng hay, mà tôi vẫn thích đời này hơn. Nếu mà tìm được con bản F Sport thì quá là đỉnh rồi. Hoặc là con IS 350. 350 thôi cũng được rồi. 250 cũng được. Tôi không có vấn đề gì với con 250 này cả. Tại tôi thấy trông nó rất là clean, spec này rất là clean. Chủ chưa làm hỏng hay là damage gì cả, không làm cái gì nó quá là ấy cả. Mà theo tôi thì đây tình trạng xe ngồi đây là hơi lâu rồi, bụi các thứ bám hết trên kia, chẳng biết là chưa rửa xe hay là như nào. Tôi rất thích con này. Và các bạn thấy sao về chiếc Lexus IS 250 này? Các bạn sẽ lấy chiếc 325i kia mở sport hơn hay là chiếc IS 250 này hơn? Tôi thì tôi sẽ chọn chiếc 250 này. Còn anh Khang là chiếc xe mơ ước của anh Khang là cái con 350, 325 kia. Thì tôi có để thêm một cái link ở trên kia, các bạn có thể xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi rất thích chiếc xe này, bây giờ có cơ hội để xem, trông rất hay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.